Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài Bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi nằm trong sách Ngữ văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các đề thi liên quan đến bài thơ này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Sau đây là phần A trước khi đọc. Câu hỏi 1. Hãy kể tên một vài bài thơ viết theo thể đường luật mà bạn đã học hoặc đã đọc. Trả lời: một số bài thơ viết theo thể đường luật là Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt, bài thơ Nam quốc sơn hà, Cảnh khuya, Bánh trôi nước, vân vân. Thể thơ Thất ngôn bát cú, Bạch đằng hải khẩu, Độc tiểu thanh ký, vân vân. Câu hỏi 2: chỉ ra một số đặc điểm hình thức giúp bạn nhận diện được thể loại của các bài thơ đó. Trả lời: đặc điểm hình thức để nhận diện được thể loại của các bài thơ Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt gồm 4 câu thơ, mỗi câu 7 chữ, trong đó các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ các câu 2, 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối. Thể thơ Thất ngôn bát cú gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Nếu tiếng thứ hai của câu 1 là vần bằng thì gọi là thể bằng, là vần chắc thì gọi là thể chắc. Phần B trong khi đọc. Câu hỏi 1: chú ý các động từ, tính từ, các từ lấy và câu thơ 6 tiếng. Trả lời: học sinh cần chú ý các động từ hóng mát, đùn đùn, phun, tị, đàn, các tính từ ngày trường, dợp trương, thức đỏ, các từ lấy đùn đùn, lao sao, rắng giỏi. Câu thơ 6 tiếng: rồi hóng mát thủa ngày trường, dân giàu đủ khắp đòi phương. Câu hỏi 2: hình dung về bức tranh cuộc sống. Trả lời: bức tranh cuộc sống được tác giả miêu tả là bức tranh với các gam màu, màu xanh của cây hòe, màu đỏ của hoa liệu, màu hồng của hoa sen, màu vàng lung linh của ánh nắng chiều, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên cảnh vật đặc trưng của mùa hè. Phần C trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1: xác định thể loại và nêu bố cục của bài thơ. Trả lời: thể loại bài thơ Thất ngôn xen lục ngôn, bố cục chia làm 2 phần, 4 câu đầu về đẹp cảnh ngày hè, 4 câu cuối tâm trạng của nhà thơ. Câu hỏi 2: câu thơ mở đầu cho biết điều gì về cuộc sống và tâm trạng của nhân vật trữ tình? Trả lời: câu thơ đầu tiên, rồi hóng mát thủa ngày trường cho thấy tâm trạng của nhân vật trữ tình là một tâm trạng thư thái, không lo âu sầu muộn, hòa bình vào thiên nhiên, hóng mát những ngày dài vô tận. Câu hỏi 3: phân tích một số từ ngữ, hình ảnh được tác giả sử dụng để miêu tả cảnh sắc mùa hè, từ đó chỉ ra những nét đặc sắc trong cách cảm nhận thiên nhiên và bút pháp tả cảnh của tác giả. Trả lời: từ ngữ hình ảnh được tác giả sử dụng miêu tả mùa hè là hòe lục, thạch lựu, hồng liên trì, cẩm ve. Đó là màu xanh của cây hòe, màu đỏ của hoa liệu, màu hồng của hoa sen, màu vàng lung linh của ánh nắng chiều, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên cảnh vật đặc trưng của mùa hè. Mở đầu câu thơ là hình ảnh cây hòe, một loại cây đặc trưng ở vùng Bắc Bộ, rất dễ bắt gặp ở mọi nơi. Tính từ đùn đùn kết hợp với động từ mạnh, dương đã góp phần diễn tả sự sum suê nảy nở, làm cho cây hòe như có hồn hơn, làm bức tranh như sống động hơn. Bên cạnh đó, không chỉ cảm nhận bằng thị giác, Nguyễn Trãi còn cảm nhận cảnh vật bằng thính giác và khứu giác. Nhịp thơ 3-4 kết hợp với động từ mạnh, phun, làm cảnh vật dường như nổi bật hơn, nhưng lại không chói chang oi nồng mà mát dịu tinh tế. Mặc dù khung cảnh mà tác giả miêu tả là cuối ngày khi mặt trời lặn, nhưng mọi vật vẫn tràn đầy sức sống với những từ ngữ đồn đồn, dương, phôn, tiễn, lao sao, rắng giỏi. Trả lời ý 2: nét đặc sắc trong cách cảm nhận thiên nhiên và bút pháp tả cảnh của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã rất tinh tế và thể hiện một cách độc đáo những dấu hiệu của mùa hè đặc trưng vùng Bắc Bộ. Thiên nhiên trong thơ ông được hiện lên với những hình ảnh giản dị, nhưng lại đem lại cho người đọc một cảm giác mới lạ, bất ngờ. Nguyễn Trãi không sử dụng bút pháp tả cảnh ngộ tình như những nhà thơ trung đại khác. Ông đã khắc họa hình ảnh thiên nhiên một cách chân thực và sinh động qua từng vần thơ của mình. Câu hỏi 4: cuộc sống của con người được nhà thơ tái hiện qua những âm thanh, hình ảnh nào? Phân tích mối liên hệ giữa khung cảnh ấy với ước nguyện của nhân vật trữ tình trong hai câu thơ cuối. Trả lời: cuộc sống của con người được nhà thơ tái hiện qua những hình ảnh, âm thanh. Đó là hình ảnh một làng chợ cá với những âm thanh lao xao của những con người lao động.
Bức tranh cuộc sống con người còn được tái hiện bằng hình ảnh lầu Tịch Dương với âm thanh tiếng ve kêu rắn giỏi. Trả lời ý 2, mối liên hệ giữa khung cảnh và ước nguyện của nhân vật trữ tình. Khung cảnh cuộc sống con người được miêu tả là một cuộc sống ấm no, vui vẻ và hạnh phúc. Ước nguyện của nhân vật trữ tình đó là ước mình có được cây đàn của vua Nghiêu Thuấn ngày trước để ca ngợi cuộc sống ngày hôm nay. Khát vọng ấy không chỉ giới hạn ở một miền quê, một vùng đất, mà nó hướng tới mọi con người, mọi miền quê trên thế gian này. Đó là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Trãi, mong ước sao cho muôn dân khắp bốn phương trời luôn được sống no đủ thanh bình. Câu hỏi 5, nhận xét về vị trí và giá trị của các câu lục ngôn trong bài thơ. Trả lời, vị trí của các câu lục ngôn, câu đầu tiên và câu cuối bài thơ. Giá trị của các câu thơ lục ngôn gây ấn tượng mạnh với người đọc về hình thức và nội dung, từ đó thể hiện tư tưởng của tác giả. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự phá cách độc đáo và mới lạ của nhà thơ. Câu hỏi 6, đọc bài thơ, bạn cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâm hồn tư tưởng của tác giả? Trả lời, vẻ đẹp tâm hồn tư tưởng của nhà thơ. Nguyễn Trãi là một người có tâm hồn gần gũi với thiên nhiên, yêu thiên nhiên sâu sắc. Nhà thơ luôn muốn được hòa mình cùng thiên nhiên nhưng lại không hề quên đi cuộc sống thực tại. Ông là người văn võ toàn tài, có cái tâm trong sáng, luôn sống ngay thẳng với phẩm cách trung thực, cao thượng. Nguyễn Trãi đã dành trọn cuộc đời mình với tư tưởng cao cả, đó là nghĩ đến hạnh phúc của nhân dân, vì nhân dân, khát khao nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Sau đây là phần D, kết nối đọc viết. Câu hỏi, viết đoạn văn khoảng 150 chữ, phân tích yếu tố phá cách trong bảo kính cảnh giới, bài số 43. Trả lời, khác với những nhà thơ trung đại, gắn bó với những thể thơ truyền thống, dân tộc quen thuộc, thì trong tác phẩm Bảo Kính Cảnh Giới của mình, tác giả Nguyễn Trãi đã thể hiện sự phá cách đầy sáng tạo khi ông đã việt hóa thơ đường luật, vốn mỗi câu có đủ 7 từ thành bài thơ đầu cuối tương ứng với 6 âm sắc. Lại thêm sự mới lạ với cách ngắt nhịp 1, 2, 3 kết hợp với thanh bằng ở cuối câu, làm cho câu thơ nghe như tiếng thở dài nhưng lại không giống thở dài. Với thể thơ đặc biệt này giúp cho bài thơ thêm phần sáng tạo, dễ nhớ, dễ thuộc và cũng phần nào thể hiện phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn Trãi. Chính vì sự phá cách này cùng sự thành công của tác phẩm đã góp phần đưa Nguyễn Trãi trở thành một trong những người đặt nền móng và mở đầu cho sự phát triển của thơ tiếng Việt. Hết bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe